Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Kiểm soát hạn chế hiện tượng găm phòng gây sốt giá dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Khánh Hòa ồ ạt tình trạng bán rừng keo non. Quảng Ninh bắt đối tượng cướp giật tài sản khiến nạn nhân tử vong. Rối loạn cảm xúc do áp lực học hành. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi tới các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các địa phương, công ty doanh nghiệp lữ hành về đảm bảo hoạt động, chấn chỉnh, kiểm soát việc găm hàng, gây sốt giá dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 sắp tới đây. Theo đó, để tránh các hiện tượng phát sinh gây ảnh hưởng xấu tới du khách, hình ảnh của du lịch địa phương và du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát chất lượng của các đơn vị cung ứng dịch vụ, đặc biệt là các cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển khách, các khu điểm đến du lịch, nhà hàng, trung tâm mua sắm, cơ sở vui chơi giải trí. Đề nghị các địa phương cần huy động lực lượng để bảo đảm an ninh an toàn cho khách du lịch, kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, phát hiện ngăn chặn và xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám gây phiền hà cho khách du lịch, không phân biệt đối xử với khách. Đối với những điểm khu du lịch đông du khách, các đơn vị chức năng cần bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách, gìn giữ vệ sinh, thu gom rác thải kịp thời. Tổng cục Du lịch đặc biệt lưu ý các địa phương cần tăng cường kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về giá, tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Huy động kinh phí từ các nguồn lực xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng mà ban tổ chức Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2017 hướng tới. Hiện Khánh Hòa đang tập trung đẩy mạnh công tác xã hội hóa, cả về kinh phí lẫn các chương trình nghệ thuật để tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Festival Biển năm nay. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa đã gửi thư mời tài trợ đến 29 doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí đề nghị tài trợ là 26 tỷ đồng. Đến thời điểm này, tỉnh đã nhận được cam kết tài trợ của 5 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Năm nay, ngoài kêu gọi tài trợ bằng kinh phí, tỉnh cũng kêu gọi các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa thông qua việc tự thực hiện chương trình nghệ thuật, góp phần làm đa dạng, phong phú hơn cho các sự kiện trong chương trình. Theo kế hoạch, Festival Biển Nha Trang lần thứ 8 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6. Trong chương trình sẽ có gần 50 hoạt động thuộc các lĩnh vực gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, thể thao, du lịch, giáo dục, ẩm thực, thương mại với dự trù kinh phí khoảng 22 tỷ đồng. Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng năm nay được tổ chức kéo dài 2 tháng với 5 đêm trình diễn của 8 đội, dự kiến sẽ thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách tham dự. Tuy nhiên, vấn đề an toàn cho du khách khi xem pháo hoa trên sông vẫn đang còn là việc lo lắng. Hiện vẫn chưa chính thức có văn bản đồng ý hay cấm các đơn vị tổ chức hoạt động xem pháo hoa trên sông. Nhưng theo các chủ tàu du lịch, hoạt động xem pháo hoa trên sông Hàn là một trong những nét chính của du lịch Đà Nẵng. Việc có thể cấm tổ chức xem pháo hoa trên sông không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn làm giảm bớt một sản phẩm du lịch thu hút du khách. Trang du lịch của Asia One vừa gợi ý 5 trải nghiệm nhất định nên thử khi tới châu Á dành cho du khách đam mê mạo hiểm. Trong đó có lướt ván diều ở Mũi Né, Việt Nam. Với những du khách ưa mạo hiểm, lướt ván diều ở Mũi Né thực sự là trải nghiệm khiến họ hứng thú và cảm thấy thỏa mãn. Môn thể thao dưới nước này có nhiều nét giống lướt sóng, nhưng có thêm chiếc diều no gió kéo người chơi di chuyển. Mũi Né có nhiều chỗ dạy lướt ván diều hoặc cho du khách thuê dụng cụ để chơi. Bên cạnh đó, Mũi Né cũng có nhiều trò chơi dưới nước thu hút khác như lướt sóng, lướt ván buồm, chèo thuyền kayak. Tạp chí Forbes Mỹ vừa công bố danh sách các tài năng dưới 30 tuổi tại nhiều lĩnh vực ở châu Á. Trong đó, Việt Nam có 3 doanh nhân được vinh danh, đó là các nhà sáng lập các thương hiệu Logi, The Coffee House và Canavi. Những người nằm trong danh sách bình chọn của Forbes được đánh giá là có khả năng tạo đột phá và thay đổi diện mạo lĩnh vực mình đang hoạt động. Việt Nam có 3 doanh nhân lọt vào danh sách này, đó là Nguyễn Hải Ninh, 29 tuổi, sáng lập viên của 2 chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng tại Việt Nam, Urban Station và The Coffee House. Anh đã huy động được 1,8 triệu đô la vốn đầu tư và tạo ra 7 triệu đô la doanh thu. Người thứ hai là Nguyễn Hoàng Hải, 26 tuổi, lập ra Canavi năm 2015, với mục tiêu kết nối phụ nữ với những công việc phù hợp sức khỏe và khả năng. Chỉ trong một năm, nền tảng này đã có 20.000 người dùng. Giữa năm ngoái, Canavi cũng huy động được 110.000 đô la vốn đầu tư. Người thứ ba có trong danh sách của Forbes là Nguyễn Hoàng Trung, 24 tuổi, người sáng lập ứng dụng tìm quán ăn Logi. Đến nay, nền tảng này đã có hơn 2.000 nhà hàng đăng ký tham gia và gần 3 triệu người dùng. Năm 2015, Logi đã huy động được hàng triệu đô la vốn đầu tư nước ngoài.
Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Công Thương, có hơn 80% người tiêu dùng Việt Nam được hỏi cho biết họ sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn để mua các sản phẩm có nguyên liệu thân thiện với môi trường, có thương hiệu đảm bảo xanh sạch an toàn. Càng ngày, người tiêu dùng Việt càng chú ý và coi trọng đến nguồn gốc xuất xứ khi lựa chọn thực phẩm. Theo đó, họ ưu tiên những sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa hạn chế tác động xấu đến môi trường sinh thái. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình cấp nhãn sinh thái của Việt Nam, đồng thời xây dựng tiêu chí cho các sản phẩm ưu tiên trên thị trường, nâng cao nhận thức về chương trình này. Mặt khác, sẽ thúc đẩy việc công nhận lẫn nhau giữa chương trình cấp nhãn sinh thái của Việt Nam và chương trình nhãn sinh thái của các nước khác, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân. Ngày 22 tháng 4, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu và Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, tổ chức lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận muối Tuyết Diêm thuộc dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận muối Tuyết Diêm dùng cho sản phẩm muối Tuyết Diêm của tỉnh Phú Yên. Việc cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu muối Tuyết Diêm sẽ tạo điều kiện để nghề muối tiếp tục phát triển, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm muối của thị xã Sông Cầu. Đà tăng trưởng nóng ồ ạt và tự phát, giá bán các sản phẩm chăn nuôi liên tục sụt giảm, nhất là với lĩnh vực chăn nuôi lợn. Đây là những lý do khiến người chăn nuôi đang phải lao đao, thậm chí là nợ nần phải bỏ nghề. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị quy hoạch lại ngành này một cách thận trọng, nhằm mục tiêu gắn chăn nuôi với nhu cầu thị trường, đảm bảo phát triển bền vững. Thị trường cung cầu của ngành hàng thịt lợn hơi hiện nay đang gây nhiều áp lực, không chỉ đối với cơ quan quản lý mà cả người chăn nuôi. Hiện cả nước có khoảng hơn 29 triệu con lợn, chiếm hơn 70% tổng số gia súc gia cầm trong cả nước. Số đầu lợn ngày một tăng ồ ạt đã đẩy giá lợn hơi chạm đáy, dao động chỉ từ 19 đến 22.000 đồng một ký. Việc quy hoạch xem ra chưa tác động vào thực tế. Những chủ trang trại lớn được quy hoạch rồi vẫn không thể quyết định việc ổn định bền vững của ngành trước những biến động lớn về giá như thị trường hiện nay. Chúng tôi cũng đang mong muốn là các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa cho cái việc phát triển chăn nuôi và định hướng nó không bị chồng chất, không để tình trạng như hiện nay là giá lợn thịt, lợn hơi bây giờ xuống quá thấp. Chăn nuôi theo chuỗi liên kết có thể xem là bước thứ hai sau khi quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Nhưng để quy hoạch các vùng chăn nuôi hiệu quả, tránh chồng chéo thì cần phải tính toán đến lợi thế của từng địa phương. Các cái tỉnh phải rà soát lại, cái thứ nhất là cái xây dựng mới các cái cơ sở nuôi giữ các cái trang trại với quy mô lớn, mà đặc biệt là các cái đàn nái sinh sản. Các nhà quản lý cho rằng việc mở rộng quy mô đầu lợn trên địa bàn, nhất là lợn nái, phải căn cứ vào tín hiệu thị trường. Đồng thời, để không lâm vào cảnh được mùa mất giá thì cũng cần kiểm soát quy hoạch gắn với tái cơ cấu ngành, từng bước đưa khoa học công nghệ vào ứng dụng trong ngành này. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 4, một cơn mưa dông bất ngờ xuất hiện trên địa bàn quận Gò Vấp vào quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, khiến hàng chục căn nhà bị tốc mái, sập tường, nhiều cây xanh bị gãy đổ. Thời điểm này, nhiều người dân bất ngờ trở tay không kịp, chỉ biết hô hoán nhau bỏ chạy ra ngoài. Theo ghi nhận tại khu vực phường 15, quận Gò Vấp, một số nhà dân bị dông lốc hất tung mái nhà, tường đổ sập, thậm chí một số các nhà còn bị đổ sập hoàn toàn. Cùng thời điểm đó, gió lốc cũng quét qua phường Thạnh Xuân, quận 12, làm sập tường và mái nhà của người dân. Nhiều đồ đạc thiết bị trong nhà bị nước mưa làm ướt, hư hỏng, điện một số khu vực bị cắt để đảm bảo an toàn. Tự nhiên dông lốc tới cái tôi thấy cây có nó ngã ôm sùm. Cái tôi chạy tôi kêu bà con là đừng ở trong nhà, dông thì cái nhà tôi nó lật nó tung ra luôn. Trước tình hình thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện các kiểu thời tiết cực đoan như sấm sét, dông lốc, các chuyên gia cảnh báo người dân nên che chắn nhà cửa cẩn thận và đề phòng khi ra đường lúc xảy ra mưa chuyển mùa. Thời gian qua, việc những tàu cá gặp sự cố do máy tàu hư hỏng ngay giữa biển đã dấy lên nhiều lo lắng về việc an toàn của tàu bè. Được biết, sự việc trên thường xảy ra do người dân trang bị máy tàu cũ cho tàu cá, khiến cho số tàu cá gặp nạn lại càng gia tăng. Tuy nhiên, nhiều ngư dân cho biết một máy tàu công suất khoảng 380 CV, nếu là máy mới lên đến 1 tỷ đồng, còn máy cũ thì giá chỉ khoảng 200 triệu đồng. Vì giá thành vừa túi tiền nên đây là sự lựa chọn của ngư dân nhiều địa phương ven biển miền Trung, dù rằng không khó để nhận ra những hệ lụy từ việc sử dụng máy tàu cũ. Những ngày vừa qua, dọc theo tuyến đường liên xã của huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nhiều rừng keo xanh chưa đến kỳ khai thác đã bị người dân liên tục đốn hạ. Nguyên nhân bởi năm nay mùa màng thất bát, cuộc sống nhiều hộ dân gặp nhiều khó khăn nên phải bán keo non để có tiền trang trải. Những cây keo như thế này mới chỉ khoảng từ 2 tới 3 năm rưỡi, có chiều cây đường kính chưa đầy một tấc đã bị chặt hạ, trong khi chu kỳ khai thác cây keo phải từ 6 năm trở lên. Được biết, do hoàn cảnh quá khó khăn nên nhiều người dân đã bán cho đầu nậu thu mua với giá chỉ gần 15 triệu đồng một hecta,
Trong khi đó, nếu để trồng đến 6 năm tuổi, 1 hecta keo sẽ bán được khoảng 70 triệu đồng. Để trồng được 1 hecta keo, người dân đầu tư khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng, gồm mua giống và công chăm sóc. Vì thế, với giá bán tháo keo non hiện nay, người dân đang chịu lỗ nặng. Theo thống kê, địa bàn huyện Vĩnh Khánh có khoảng gần 3.000 hecta trồng keo, trong đó có hàng trăm hecta rừng keo non bị khai thác. Hiện trạng trên đã gây đau đầu cho chính quyền địa phương, nhưng bởi người dân tự bỏ vốn đầu tư nên rất khó can thiệp. Thưa quý vị, tỷ lệ tái nghiện hiện nay là hơn 90%. Điều này cho thấy cần có những giải pháp chống tái nghiện bền vững. Một liệu pháp điều trị nghiện ma túy mới không dùng thuốc mà bằng tâm lý đã được nghiên cứu và triển khai thí điểm thành công. Hơn chục năm phụ thuộc vào ma túy, anh Trần Đê Tuấn đã quyết tâm đi cai nghiện cả tự nguyện và bắt buộc tới 6 lần nhưng đều thất bại. Đến cuối năm 2015, anh đã quyết định tìm đến phương pháp chống tái nghiện bằng liệu pháp tâm lý và anh đã thành công. Phương pháp này họ hỗ giúp, tức là tôi là hình thành được cái mục đích sống và hình thành được cái niềm tin và giúp tôi tức là biết cách vượt qua được sự kỳ thị của xã hội. Phương pháp chống tái nghiện ma túy bằng liệu pháp tâm lý là một đề tài khoa học được nghiên cứu bởi Viện Nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy. Đặc biệt đây là một quy trình điều trị khép kín với 4 giai đoạn: tư vấn đầu vào, cắt cơn, phục hồi thể chất và tâm lý, chống tái sử dụng bằng tâm lý, hỗ trợ tái hòa nhập. Cưỡng bức hay cách ly một người nghiện ra khỏi đời sống xã hội không phải là yếu tố quan trọng dẫn đến cái việc giúp cho họ từ bỏ được ma túy. Mà yếu tố quan trọng nhất chính là tâm lý. Và tôi muốn là nâng cái đề tài lên thành cấp nhà nước. Và từ đấy là mình điều chỉnh, mình bổ sung, hoàn thiện hơn. Và đặc biệt ấy, là áp dụng nó rộng rãi hơn để có một thước đo chính xác. Sau 3 năm ứng dụng vào điều trị nghiện, phương pháp này đã giúp hàng trăm người nghiện từ bỏ được ma túy. Những kết quả bước đầu đã khẳng định cơ sở khoa học, mở ra hướng đi mới trong điều trị chống tái nghiện ma túy bền vững. Tiếp theo chương trình là các thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, sau khi khẩn trương điều tra truy xét, ngày 22 tháng 4, Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Phạm Thành Trung, sinh năm 1989, trú tại thành phố Cẩm Phả, là đối tượng đã cướp tài sản và gián tiếp làm nạn nhân tử vong trên đường Bà Triệu thuộc phường Cẩm Đông. Trước đó, vào chiều ngày 20 tháng 4, chị Ngô Thị Hồng điều khiển xe máy đi trên đường Bà Triệu thuộc phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, thì bị một đối tượng điều khiển xe máy giật điện thoại rồi bỏ chạy về hướng phường Cẩm Sơn. Chị Hồng đã điều khiển xe máy đuổi theo đối tượng nhưng do không làm chủ được tay lái nên đã đâm xe vào dải phân cách và tử vong. Tài sản bị cướp là một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A8. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự và đội điều tra tổng hợp đã tiến hành điều tra truy quét nhóm đối tượng gây án. Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng là Phạm Thành Trung, đồng thời thu giữ chiếc điện thoại mà đối tượng đã cướp của nạn nhân. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung, cơ quan điều tra đã thu giữ một xe máy và một số tang vật liên quan. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an huyện Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk vừa cho biết đã khởi tố vụ án bắt giam một đối tượng đột nhập nhà dân, dùng xà beng đục két sắt trộm gần 100 triệu đồng. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 1985, ở xã Tân Tiến, huyện Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Lộc từng có một tiền án 3 năm tù giam về tội cướp giật tài sản. Ra tù không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục sa vào con đường ăn chơi lêu lỏng. Để kiếm tiền tiêu xài, vừa qua hắn dùng xe máy chở theo hai cây xà beng, hai tủ vít, hai đũa bao tay, đi tìm nhà dân nào sơ hở thì vào trộm cắp tài sản. Khi đến địa phận thôn 6 xã Hòa An, huyện Trong Bắc thì phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Lan không có ai trông coi, nên hắn đã đột nhập, dùng xà beng cậy cửa rồi vào nhà tìm tài sản. Lúc này Lộc phát hiện trong phòng ngủ có một két sắt, hắn liền dùng hai cây xà beng cậy phá lấy trên 56 triệu đồng, 8 chỉ vàng 4 số 9 và một chỉ vàng tây. Tuy nhiên, khi hắn đang ôm số tiền vàng vừa trộm cắp được ra khỏi nhà, thì bị chị Lan đi rẫy về phát hiện, tri hô mọi người bắt giữ. Ngày 22 tháng 4, tại xã Hoa Thành, tổ tuần tra công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép một lượng pháo hoa rất lớn. Đối tượng bị bắt là Phan Lê Đoàn, sinh năm 1994, trú tại xóm 4 xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Qua khám xét, công an đã thu giữ 44 bánh pháo hoa, loại 49 quả với tổng trọng lượng 83,6 kg. Theo lời khai của Đoàn, đối tượng đã bóc nối mua pháo từ nước ngoài về để trữ hàng bán Tết kiếm lợi bất chính. Hiện công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự đối tượng và mở rộng điều tra vụ việc trên. Rạng sáng ngày 23 tháng 4, trong lúc mổ bò tại nhà, ông Trần Ngọc Châu, 43 tuổi ở khu dân cư số 13, thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi đã bị điện giật và tử vong tại chỗ. Theo người nhà nạn nhân, thời điểm trên ông Trần Ngọc Châu trong lúc xẻ thịt một con bò có dựng tay lên rào lưới sắt B40 tại khu mổ bò thì có biểu hiện bị điện giật. Gia đình phát hiện kéo ra
nhưng phát hiện ông Châu đã chết tại chỗ. Qua điều tra, lưới sắt B40 có đường dây điện kéo ra phía sau, sử dụng tưới qua màu của ông Hồ Thanh Tiến liền kề với nhà ông Châu. Hệ thống dây điện đã cũ, đấu nối nhiều chỗ và tiếp xúc trực tiếp với lưới sắt B40. Qua kiểm tra cho thấy, dòng điện chạy qua rò rỉ nhiễm điện trên lưới sắt B40. Hiện vụ việc đang được công an huyện Mộ Đức điều tra làm rõ. Phần cuối chương trình là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, rối loạn cảm xúc dẫn đến trầm cảm hoặc loạn thần là những biểu hiện của áp lực học hành mà hiện nay nhiều trẻ em đang mắc phải. Các bác sĩ cảnh báo tỷ lệ trẻ mắc đang ngày càng nhiều, nhất là trong mùa thi cử như hiện nay. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây để hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Run rẩy, lo âu và bồi hồi là những cảm xúc mà bệnh nhân 15 tuổi này thường xuyên gặp phải trong một thời gian dài. Căng thẳng và áp lực khi thường xuyên bị cô giáo nhắc nhở khiến em luôn rơi vào trạng thái rối loạn và không điều khiển được hành vi của mình. Cô biết là em học yếu, cô lúc nào cũng gọi em bảo. Cháu kiểu đi học kiểu nhiều áp lực ấy, bài học thì nhiều. Các cô giáo kiểu cũng hay kiểu như là không có cái ấn tượng với cháu ấy. Theo các bác sĩ, số lượng bệnh nhi bị rối loạn cảm xúc và loạn thần do áp lực thi cử ngày càng tăng. Cứ 200 bệnh nhân được điều trị thì có 30 em bị mắc rối loạn. Theo số liệu của Viện Sức khỏe Tâm thần trên 5 trường học lớn tại Hà Nội thì tỷ lệ trẻ có nguy cơ mắc bệnh rối loạn cảm xúc là 5%. Trong đó 2% số học sinh cần phải điều trị tại các cơ sở y tế. Các chuyên gia cho biết trẻ đang trong độ tuổi phát triển nên rất dễ bị tác động của môi trường bên ngoài. Khi cha mẹ và nhà trường tạo áp lực quá lớn với trẻ sẽ gây nên trạng thái tâm lý phản ứng dẫn đến rối loạn cảm giác. Những cái triệu chứng này nếu như không được điều trị thì sẽ dẫn đến các cái hậu quả tương đối là nặng nề về sau này. Nếu gia đình mà phát hiện được ra cái cháu thì đưa đến các trung tâm y tế. Các bác sĩ cũng cảnh báo các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo cũng cần quan tâm đến cảm xúc của trẻ, không nên tạo áp lực quá lớn khiến trẻ dễ bị rối loạn cảm xúc dẫn đến loạn thần. Qua phóng sự trên, hy vọng các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo cần quan tâm đến cảm xúc của trẻ hơn, không nên tạo áp lực quá lớn khiến trẻ dễ bị rối loạn cảm xúc dẫn đến loạn thần. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình Tiêu điểm 365 ngày mai. Từ 1 tháng 6 áp dụng mức viện phí mới cho người không có bảo hiểm y tế. Hà Nội cấp bách tìm giải pháp thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi. Nổ súng bắt cát tặc trên sông Đồng Nai. Người gánh nước thuê qua hai thế kỷ.